Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan xung đột sụp sôi ở Nga, Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ukraine gặp khó khi ăn miếng trả miếng Nga bằng bom thông minh. Ukraine tìm cách ném bom thông minh do phương Tây sản xuất để đáp trả Nga thả bom lượn xuống tiền tuyến với cường độ cao, nhưng Kiev gặp phải thách thức rất lớn từ Moscow. Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã ngăn chặn tương đối hiệu quả các quả bom dẫn đường thông minh của Ukraine tấn công vào mục tiêu đã định. Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường sử dụng bom GLSDB do Mỹ cung cấp nhằm mục tiêu làm gián đoạn tuyến hậu cần và điểm tập kết của Nga chi viện cho tiền tuyến. Đây cũng là nỗ lực ăn miếng trả miếng của Ukraine trước Nga khi Moscow đã liên tục chút các quả bom thông minh chứa hàng trăm km thuốc nổ xuống mục tiêu của Kiev, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Bom GLSDB là một loại bom đường kính nhỏ, được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển. Được mệnh danh là một vũ khí lai, bom GLSDB được tạo nên từ một sự kết hợp độc đáo giữa bom truyền thống và pháo phản lực phóng loạt. Dù là bom nhưng GLDRS được phóng đi từ mặt đất, cụ thể là từ hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS hoặc pháo tự hành M270 và các biến thể. Tầm bắn của bom lên tới 160 km. Ukraine kỳ vọng GLDRS có thể giúp họ tấn công chọc sâu vào các mục tiêu của Nga phía sau tiền tuyến để có thể đáp trả bom thông minh của Nga. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Hệ thống định vị trên GLDRS đã trở thành mục tiêu cho thiết bị gây nhiễu của Nga trong thời gian qua. Dù nhà thầu Boeing tuyên bố GLDRS có thể đối phó với một số thiết bị tác chiến điện tử nhất định, nhưng theo nguồn tin, hãng này có thể mất nhiều tháng để cải tạo và nâng cấp vũ khí nhằm đối phó với Nga. Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra năng lượng lớn vào một khu vực lấn át tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí là cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cấp cho Kiev. Ukraine đã sử dụng bom GLSDB từ đầu năm nay, nhưng giới chuyên gia nhận định vũ khí này không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tom Karako, chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, việc gây nhiễu trên chiến trường ở Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Bom GLSDB không phải là nạn nhân đầu tiên của tác chiến điện tử Nga. Đạn pháo Excalibur Rocket HIMARS, bom thông minh JDAM của Mỹ trong thời gian qua, đã ghi nhận tình trạng bay chạch hướng dù chúng được xem là vũ khí khá chính xác. Theo Telegraph, dọc gần như toàn bộ chiến tuyến, một bức tường sung điện tử vô hình giờ trải dài như một tấm khiên che chắn cho lực lượng Nga một mạng lưới tín hiệu vô tuyến, hồng ngoại và radar phức tạp được phóng lên bầu trời trên chiến trường, mang lại cho lực lượng Nga sự bảo vệ chưa từng có ở một số khu vực. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga không chỉ vô hiệu hóa tên lửa mà cả máy bay không người lái, loại vũ khí mà Ukraine ngày càng phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa. Trung tâm tình báo cảnh sát biển của Nga ở Crimea bị nghi là tấn công. Giới chức địa phương cho rằng Ukraine đã sử dụng bom chùm để tấn công vào bán đảo Crimea đêm 23 tháng 5. Truyền thông Nga đưa tin khoảng 20 tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực Simferopol ở bán đảo Crimea khoảng 22 giờ 30 ngày 23 tháng 5. Theo đánh giá ban đầu, Kiev dường như đã sử dụng hệ thống đạn đạo tác chiến chiến thuật ATACMS để bắn bom chùm nhắm vào Crimea. Ông Sergei Askionov, thống đốc Crimea cho biết vụ tấn công nhằm vào một cơ sở hạ tầng thương mại bỏ không, nhưng khiến ít nhất hai người dân đi đường thiệt mạng. Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận sau các blogger quân sự và kênh truyền thông xã hội Ukraine nói rằng nhiều mục tiêu trên bán đảo Crimea đã trúng hỏa lực. Hãng tin RBK của Ukraine cho hay các vụ nổ đã xảy ra ở ba trung tâm khác nhau và có thể bao gồm cả trụ sở cảnh sát biển hoặc các trung tâm tình báo. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Crimea và hạm đội biển đen của Nga trong những tháng gần đây, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng hải quân của Nga hoạt động ở quanh bán đảo. Ngoài ra, Kiev cũng tấn công vào các hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea, nơi được coi là trung tâm hậu cần để Nga tiếp viện cho chiến dịch quân sự ở Ukraine Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đặt mục tiêu phá hủy cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo trong nửa đầu năm nay. Kịch cảnh của binh sĩ Ukraine tại xảo lược Kharkov Lực lượng Ukraine tại làng Lipsy ở tỉnh Kharkov bị Nga tập kích không ngừng bằng đạn pháo, ron và bom, khiến tất cả mọi thứ bốc cháy. Có một số khu vực mà Ukraine không thể để mất ở tỉnh Kharkov và làng Lipsy, địa điểm cách biên giới với Nga khoảng 10 km, và một trong số đó Tuy nhiên, tình thế của lực lượng phòng thủ ở ngôi làng hiện giống như là chỉ mảnh treo chuông. Khi các phóng viên CNN đặt chân tới Lipsy vào buổi tối, đường phố tại đây đang dịch lửa sau một trận không kích ngay trước đó của Nga. Buổi đêm cũng là khoảng thời gian duy nhất mà lực lượng Ukraine không bị đối phương tấn công bằng thiết bị bay không người lái drone. Chỉ vài giờ trước, họ đã bị đối phương dùng khí tài này tập kích tới 8 lần. Dù vậy, các thành viên của lữ đoàn vệ binh quốc gia hatia số 13 Ukraine, đơn vị phòng thủ tại làng Lipsy vẫn phải cố gắng bám trụ vì rủi ro của việc đánh mất ngôi làng là quá lớn. Nếu lực lượng Kiev rút khỏi làng Lipsy, thủ phủ Kharkov, nơi cách đó khoảng 20 phút di chuyển bằng đường bộ, sẽ làm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Ở dưới bong kê, Alexander, chỉ huy của lữ đoàn, quan sát hình ảnh do drone trinh sát gửi về. Mọi người có thể tự mình thấy mọi thứ đang bốc cháy như thế nào. Đêm nào cũng như vậy cả, anh nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 22 tháng 5. Đơn vị của Alexander là một trong những lực lượng Ukraine đầu tiên được triển khai để ứng phó khi Nga phát động chiến dịch mới tại tỉnh Kharkov cách đây gần 2 tuần anh cho biết họ đang phải đối đầu với các binh sĩ chuyên nghiệp và được huấn luyện rất bài bản. Có thể thấy rõ điều đó bằng cách nhìn vào trang thiết bị và chiến thuật của họ. Alexander cho hay, họ đã lựa chọn kỹ nhân lực tham gia chiến dịch lần này. Khi được hỏi lực lượng Ukraine đã xây dựng những công sự nào trước khi Nga mở cuộc tấn công bất ngờ, viên chỉ huy nhìn xa xăm. Không có gì được chuẩn bị trước cả, tất cả cứ điểm ở đây đều được bộ binh xây bằng tay cả, anh nói. Ở bên ngoài, màn đêm tiếp tục dung chuyển bởi những vụ nổ do các cuộc tập kích của Nga gây ra. Chỉ 3 tuần trước, người dân tại đây vẫn đang sống yên bình và cùng nhau tái thiết ngôi làng. Mọi thứ đều ổn. Alexander, giờ thì hầu hết các ngôi nhà đã bị phá hủy. Khi các phóng viên CNN rời đi, họ nghe thấy âm nhạc đặc trưng của một drone đang bay ngay gần đó. Dù vậy, binh sĩ hộ tống nhóm phóng viên vẫn tỏ ra bình tĩnh và không dùng mọi người bỏ chạy. Khi được hỏi có phải drone Ukraine hay không, người lính này nói, tôi biết thế quái nào được, rồi xít một hơi xì gà. Anh có vẻ đã quá quen với các tình huống như thế này. Xung quanh thành phố Kharkov, nơi có khoảng 1 triệu người sinh sống, lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ nhiều hướng của đối phương. Các binh sĩ Ukraine bị đặt trong tình thế hết sức hiểm nghèo, đôi khi phải dựa vào những khẩu pháo đời cũ và số lượng ít ỏi để chống lại quân đội Nga được trang bị tốt hơn nhiều. Nhờ sở hữu lượng lớn drone, lực lượng của Moscow có thể chặn đứng ngay cả hoạt động quân sự cơ bản nhất của phía Ukraine. Các thành viên lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine đã tịch thu một khẩu pháo từ Nga trong những ngày đầu xung đột, khí tài này giờ được sử dụng để khai hỏa đạn cối do Pháp sản xuất nhằm vào chính lực lượng Nga. Khẩu pháo được phủ dưới lấy thép che một phần nhằm bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công bằng ron. Dù vậy đơn vị vẫn phải rút lui và bong ke khi phát hiện một drone trinh sát bay ở phía trên. Một đơn vị Ukraine khác thì sử dụng một khẩu pháo liên xô sản xuất từ những năm 1940. Khi tài này được giấu bên trong bụi cây rậm rạp, phần kim loại đã bị rỉ xét nhiều chỗ khiến nó không thể khai hỏa thường xuyên như trước. Atun, chỉ huy của đơn vị cho biết họ đang sử dụng loại đạn mới do Ba Lan sản xuất. Xong, khẩu pháo hiện chỉ có thể khai hỏa 10 lần một ngày thay vì 100 như mùa thu năm ngoái. Atun thừa nhận đòn Nga là vấn đề rất lớn với lực lượng Ukraine. Mảnh đạn trong cơ thể luôn nhắc nhở tôi điều này. Viên chỉ huy nói, đề cập tới các mảnh vỡ của máy bay không người lái UAV Lancet đang mắc kẹt trong bụng và tay của anh vì quân đi không thể mổ lấy chụp ra. Dù vậy, có một vài cách giúp chúng tôi chống lại drone. Một trong số đó phát huy ngay tác dụng khi chiếc máy quét tần số giá 30 đô la Mỹ của anh mang theo người phát tín hiệu cảnh báo Atun bằng một UAV trinh sát dòng Alan của đối phương đang đến gần. Viên chỉ huy vội chạy vào trong hầm trú ẩn, nhìn lên bầu trời và thấy chiếc UAV bay qua đơn vị của atun có thành phần đa dạng một số người giống như anh là lính bộ binh bị thương được giao nhiệm vụ vận hành các khẩu pháo ở xa tiền tuyến thay vì tham gia các mũi xung kích số khác thì đã lớn tuổi có người chưa chạm vào khẩu pháo bao giờ trước khi gia nhập đơn vị hình ảnh này phản ánh rõ nét các thách thức về mặt nhân lực mà ukraine đang phải đối mặt ở năm thứ ba của cuộc xung đột nhiều đơn vị của họ đang được thành lập một cách chấp vá do ép không đủ nhân lực bổ sung và thời gian để đào tạo các tân binh trước tổn thất ngày càng tăng trên tiền tuyến trong gần 2 năm, người dân thành phố Kharkov tưởng rằng mối đe dọa từ quốc gia láng giềng đã biến mất sau khi lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine hồi tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, tỉnh Kharkov được lực lượng Ukraine sử dụng làm điều khai hỏa các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ đối phương thay vì trở thành tiền tuyến giao tranh giữa hai bên như mặt trận phía đông. Dù vậy, khu vực này vẫn tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích từ xa của Moscow, khiến người dân thành phố nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm bởi các tiếng nổ. Mối đe dọa giờ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh pháo binh Nga đang ngày một tiến gần tới thủ phủ Kharkov. Vũ khí phương Tây tiếp tục đổ về Ukraine, Nga cảnh báo đánh thép. Quan chức Nga tuyên bố không loại vũ khí nào trong kho vũ khí của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi đáng kể tình hình trên thực địa. Các nước viện trợ cho Kiev không có loại vũ khí nào có khả năng thay đổi mạnh mẽ tình hình trên thực địa. Các quyết định gửi thêm lô vũ khí đã được thử nghiệm trên chiến trường sẽ chỉ kéo dài cuộc đối đầu quân sự, gây ra nhiều thương vong và tàn phá hơn, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE Maxim Buyakevich tuyên bố hôm 23 tháng 5. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định không có loại vũ khí nào do phương Tây cung cấp có thể thay đổi tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông Peskov lưu ý rằng phương Tây đang kích động căng thẳng mạnh mẽ và không ngừng gia tăng mức độ leo thang Chúng tôi biết rằng trong số các nghị sĩ Mỹ có nhiều cái đầu nóng cảm thấy buộc phải đổ thêm dầu vào lửa. Lập trường của họ hoàn toàn vô trách nhiệm và nguy hiểm vì hậu quả của nó, ông Peskov cảnh báo. Bây giờ tất cả chuyên gia đều thấy rõ rằng không có loại vũ khí nào do phương Tây cung cấp có khả năng xoay chuyển tình thế trong khu vực hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Người phát ngôn điện Kremlin nói thêm, theo ông Peskov điều duy nhất mà những loại vũ khí này có thể làm là khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn hơn. Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ làm như vậy cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình, ông Peskov tuyên bố. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết Washington sẽ duy trì thường xuyên việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ cho Ukraine. Cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua nhằm nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Gói viện trợ này sẽ trị giá 95 tỷ đô, trong đó có 61 tỷ đô cho Ukraine. Ngay sau khi ông Biden ký ban hành dự luật này, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô. Washington sau đó đã phân bổ cho Kiev lô vũ khí tiếp theo trị giá 400 triệu đô. Reuters dẫn lời ba quan chức Mỹ hôm 23 tháng 5 cho biết Washington đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu đô cho Ukraine bao gồm đạn pháo 155 mm, đạn trên không chính xác và phương tiện mặt đất. Mặc dù gói này chủ yếu bao gồm đạn dược nhưng cũng bao gồm các phương tiện để phục hồi xe tăng bị vô hiệu hóa và các thiết bị hạng nặng khác từ chiến trường. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công và tổn thất đối với Ukraine trong thời gian tới khi Nga tiếp tục nỗ lực tiến công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22 tháng 5 nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Kiev về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo những tuyên bố khiêu khích như vậy vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh. Những lời kêu gọi của những người bài Nga đồng nghĩa với việc Mỹ tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo phe của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga chuẩn bị vũ khí song sát chờ nghênh chiến với F-16 Ukraine. Truyền thông nga hé lộ về sự chuẩn bị của Moscow nhằm đối phó với dàn F-16 sắp được phương Tây bàn giao cho Ukraine. Newsweek đưa tin các hình ảnh do những trang tin nga đăng tải cho thấy Moscow đang thử nghiệm trang bị cho tiêm kích Su-30SM2 một loại tên lửa mới trong một nỗ lực được xem là nhằm đối phó máy bay F-16 mà phương Tây sẽ chuyển giao cho Ukraine trong thời gian tới. Trang tin Tokwa của Nga cho biết các cuộc thử nghiệm máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM2 trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm xa R-37M là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất ở Ukraine. Các phi công quân sự của chúng ta cho thấy rằng họ đã khá sẵn sàng cho sự xuất hiện của máy bay phương Tây ở Ukraine. Bài báo viết, máy bay Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp của tiêm kích Su-30 của Nga. Truyền thông nhà nước Nga mô tả các máy bay này được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi, bao gồm cả radar để tăng cường khả năng phát hiện và xác định mục tiêu ở tầm xa hơn. Truyền thông Nga cho biết, tiêm kích này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển bằng vũ khí thông minh mới từ khoảng cách vài trăm km, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các hệ thống vũ khí cụ thể. Vào tháng 11 năm 2022, hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được một lô máy bay chiến đấu Su-30 S-12 mới, được cấu hình lại để triển khai kho vũ khí lớn hơn, gồm các loại tên lửa tầm xa, không đối không và không đối đất. Các trang tin Ukraine nhận định thông tin về các cuộc thử nghiệm Su-30 S-12 xuất hiện trong bối cảnh F-16 được bàn giao cho Kiev không phải là ngẫu nhiên. R-37 là một trong những tên lửa không đối không đáng gờm nhất trong kho vũ khí Nga. Tên lửa Vimpel R-37M được ví là sát thủ trên không trong biên chế không quân Nga nhờ khả năng tấn công mục tiêu ấn tượng. Tên lửa này có tốc độ hơn 7.400 km h tương đương gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Tầm bắn lên đến hơn 300 km, xa hơn nhiều so với tên lửa AIM-54 Phoenix của Hải quân Mỹ với tầm bắn chỉ 190 km. R-37M dùng động cơ nhiên liệu rắn tăng cường, được trang bị radar chỉ thị mục tiêu AGAT-9M-1103M-350. Có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 70 km và khóa mục tiêu ở cự ly 40 km. Khi tới gần mục tiêu, R37M sẽ bật radar dẫn đường và tăng tốc nhanh chóng lên vận tốc siêu vượt âm, khiến đối phương không kịp trở tay. R37M được xem là một trong những tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới. Nó có khả năng theo dõi mục tiêu thông qua hệ thống radar chủ động và bán chủ động. Điều này có nghĩa là một khi R37M được phóng đi, nó sẽ độc lập hoàn toàn với phương tiện phóng tốc độ cao khiến cho tên lửa này có thể đánh chặn được cả mục tiêu tàng hình. Với tầm tấn công ấn tượng, R-37M trang bị trên tiêm kích Su-30SM2 được dự đoán sẽ trở thành cặp song sát, có thể bắn rơi tiêm kích Ukraine từ khoảng cách vài trăm km. Khả năng tấn công và khóa mục tiêu từ tầm xa sẽ giúp Su-30SM2 an toàn hơn trong không chiến. Ngoài Su-30SM2, Nga cũng có tiêm kích MIG-31BM, Su-57 và Su-35S có khả năng mang R-37M và tên lửa này cũng được cho từng bắn rơi các máy bay của Ukraine trước đó. Thưa quý vị, liên quan đến vũ khí được sử dụng trong chiến sự Nga-Ukraine, ngày 20 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đội xe tăng T-80 của nhóm lính peto Group Center đã giúp các lực lượng nước này tiến vào khu vực Avdiivka, xóa sổ một thành trì của quân đội Ukraine Tuy nhiên, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công từ trên xuống nhằm vào điểm yếu của xe tăng của Nga và gây ra tổn thất cho đối phương. Các cơ sở của Ukraine đã sản xuất hơn 100.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mỗi tháng cho quân đội nước này. Điều đó tức là đã có rất nhiều UAV được sản xuất. Mỗi UAV chỉ nặng vài kg và chỉ mang được một quả lựu đạn nặng khoảng vài trăm gam. Vì thế, trong khi 100.000 UAV đồng nghĩa với rất nhiều chất nổ, thì nó không phải phương tiện sở hữu hỏa lực hạng nặng. Các FPV vô cùng nguy hiểm với bộ binh, nhưng các xe bọc thép thì có thể tránh được các cuộc tấn công của FPV và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi. Có vẻ như các đội máy bay không người lái của Ukraine đã tìm ra cách nào đó để tăng cường khả năng phát nổ của một máy bay không người lái FPV. Trong trường hợp của xe tăng T-80 của Nga tiến về phía phòng tuyến của Ukraine ở khu vực Donetsk gần đây, khi một UAV giám sát của lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine quan sát từ trên cao, một máy bay không người lái FPV đã lao qua chiếc T-80 nặng 46 tấn với các lớp giáp phản ứng được bổ sung cũng như màn hình chống UAV rồi sau đó quay lại. Chiếc FPV đã lao về phía T-80, Thông thường, một cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV vào xe tăng sẽ gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, lần này, chiếc T-80 đã phát nổ tạo thành một quả cầu lớn, hất tháp pháo khỏi thân xe tăng. Theo một cựu kiểm toán viên chất lượng của Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng Mỹ phỏng đoán, các nhà chế tạo FPV của Ukraine mượn ý tưởng từ chiếc RBS-56 của Thụy Điển. RBS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế, mang đầu đạn nặng hơn 11 kg, được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa, phát nổ hướng xuống thay vì về phía trước. Phương pháp tấn công từ trên xuống này nhắm vào lớp giáp mỏng ở phía trên xe tăng. Theo đài RT, Nga hồi tháng 4, Đức tuyên bố sẽ cung cấp khẩu đội Patriot thứ ba do Mỹ sản xuất từ kho dự trữ của nước này cho Kiev để tăng cường sức mạnh đối phó với Nga, Berlin hy vọng các quốc gia khác sau đó sẽ có động thái tương tự theo sáng kiến hành động phòng không ngay lập tức. Tuy nhiên, tờ Politico đưa tin những nỗ lực của Đức nhằm tăng cường cung cấp hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất cho Ukraine cho đến nay vẫn thất bại, vì các quốc gia khác phần lớn từ chối tham gia. Là một giải pháp thay thế cho các hệ thống phòng không, Ukraine đã đề nghị các đồng minh phương Tây sử dụng hệ thống của họ để bắn hạ tên lửa Nga đang tiếp cận các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, các quốc gia khác đã công khai phản đối vì cho rằng điều đó sẽ trực tiếp đưa NATO vào cuộc đối đầu với Nga. Một số quốc gia châu Âu sở hữu hệ thống Patriot đã công khai tuyên bố họ sẽ không thể cung cấp vũ khí này cho Ukraine. Trong đó, Ba Lan, một trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất vì gửi thêm vũ khí cho Kiev, đã từ chối lời kêu gọi này. Rumani cũng chỉ ra rằng họ sẽ xem xét yêu cầu của Mỹ tài trợ một số hệ thống phòng không. Tuy nhiên, tuần trước, Thủ tướng Maxen Siolaku nhấn mạnh giới lãnh đạo nước này không ủng hộ ý tưởng đó. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố rằng việc tiếp nhận thêm hệ thống tên lửa tầm xa là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Kuleba nói rằng ông không thể tin được Mỹ, quốc gia sản xuất hệ thống này, lại không có ít nhất một khẩu đội Patriot để cung cấp cho Kiev. Tại Nga, nước này đã bắt giữ Trung tướng Vadim Shamarin, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga vì nghi ngờ ông này nhận hối lộ. Ông Vadim Shamarin, 53 tuổi, giữ chức vụ đứng đầu tổng cục truyền thông Nga từ năm 2021. Ông cũng là cấp phó của tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Vadim Shamarin đã bị bắt giữ ngày 22 tháng 5 với cáo buộc nhận hối lộ. Một quan chức của tòa án quân sự cho biết, trung tướng Shamarin bị nghi ngờ nhận một khoản hối lộ đặc biệt lớn ông Shamarin sẽ bị tạm giam 2 tháng để chờ xét xử. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù lên tới 15 năm. Ông Shamarin không phải là quan chức quốc phòng đầu tiên dính líu đến một vụ án hình sự, mà là quan chức quốc phòng thứ tư của Nga bị bắt giữ kể từ tháng 4 đến nay. Cuối tháng 4, tòa án phát lệnh bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov với cáo buộc nhận số tiền hối lộ lên đến 1 tỷ rúp liên quan đến các dự án xây dựng. Trung tướng Yuri Kuznetsov, người đứng đầu Tổng cục Nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng bị bắt tuần trước với cáo buộc nhận hối lộ. Trung tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy quân đoàn 58, bị bắt từ hôm 17 tháng 5 theo lệnh của Tòa án quân sự. Ông Popov bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu lừa đảo quy mô lớn về việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các công sự của quân đội Nga đóng ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Siêu bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng. Mục tiêu Ukraine nào sẽ bị tập kích. Siêu bom FAB-3000 của Nga đã ở trạng thái sẵn sàng. Trong hai tuần nữa, máy bay Nga có thể sẽ hành động và đâu sẽ là mục tiêu của loại vũ khí hạng nặng này. Bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng. Những ngày gần đây, việc quân đội Nga sử dụng siêu bom FAB-3000 mới nhất đang được lan truyền trong giới truyền thông. Mặc dù được thảo luận rộng rãi, nhưng các nguồn chính thức vẫn chưa xác nhận những thông tin này. Tuy nhiên, theo một cựu phi công quân sự, Đồng thời là chủ kênh Telegram Fighter Bomber khá uy tín, việc phát triển mô đun cánh lượn có thể điều khiển UMPK cho FAB 3000 đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối và dự kiến chúng sẽ sẵn sàng sử dụng trong thực chiến những tuần tới. Ở giai đoạn đầu, FAB 3000 sẽ trải qua quá trình thử nghiệm toàn diện tại các thao trường chuyên ngành. Đây là quy trình tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí mới cho phép nhà phát triển đánh giá đặc điểm của chúng và loại bỏ những khiếm khuyết có thể xảy ra. Sau khi hoàn tất thành công thử nghiệm, vũ khí mới sẽ được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Nếu kết quả tốt, siêu bom mới chính thức được chuyển đến các trung đoàn chiến đấu để sử dụng lâu dài. Nguồn tin nhấn mạnh, phương tiện mang bom FAB3000 sẽ là máy bay tiêm kích đa năng Su-34 bởi chúng sở hữu độ tin cậy và khả năng cơ động cao cũng như khả năng mang theo vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, máy bay ném bom siêu âm Tu-22M cũng rất thích hợp để sử dụng bom FAB3000. Điều này mở rộng khả năng sử dụng loại bom mới và tăng tính linh hoạt cho các tình huống chiến đấu khác nhau. Ý kiến chuyên gia và phản ứng của phương Tây, câu hỏi về tính khả thi của việc sử dụng UMPK trên FAB 3000 đang được cộng đồng chuyên gia thảo luận tích cực. Việc dùng mô-đun cánh lượn có điều khiển cho các loại bom cỡ lớn như FAB 3000 mở ra những cơ hội mới cho hoạt động quân sự. Độ chính xác và tầm bay xa của bom ngày càng tăng khiến những quả bom này trở thành vũ khí hiệu quả để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương. Việc sử dụng bom FAB 3000 có thể thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên chiến trường, độ chính xác và tầm bay của bom tăng lên, giúp lực lượng Nga có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu, đồng thời giảm thiểu đáng kể rủi ro cho phi hành đoàn máy bay ném bom. Ngoài ra, việc sử dụng những loại vũ khí như vậy có thể làm giảm tần suất tấn công đối với một mục tiêu nhưng vẫn đạt được mục đích yêu cầu đề ra, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng khả năng chiến đấu của lực lượng không quân. Sự xuất hiện dự kiến của bom FAB3000 mới với UMPK gây lo ngại ở phương Tây. Các nhà phân tích quân sự hàng đầu từ Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, Nga chứng minh việc làm chủ công nghệ cao trong lĩnh vực vũ khí dẫn đường có thể dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch chiến lược và tái phân bổ lực lượng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Nga sẽ sử dụng bom FAB3000 ở chiến trường nào? Mặc dù Nga đang tái sản xuất bom FAB3000 nhưng trên thực tế, loại bom này đã được họ sử dụng ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol ở Zaporizhia vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, để sử dụng loại bom này, quân đội Nga khi đó phải chờ khép vòng vây ở Mariupol và đảm bảo được ưu thế trên không tại đây. Họ mới cho sử dụng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire để thả bom FAB-3000 xuống nhà máy thép Azovstan, nơi quân Ukraine cố thủ. Theo Wantender, FAB-3000 là loại bom hàng không thông thường, có uy lực cao, thả theo phương pháp rơi tự do. Nó được Liên Xô thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như hầm ngầm, khu tập kết, công sự kiên cố, sở chỉ huy, kho tảng, sân bay, bến cảng, cầu cống. Cần lưu ý, khi không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom tu 22 m để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol, chủ yếu là nhờ họ có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để phản đòn. Nhưng giờ đây, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi lý tưởng như vậy để thả bom, bởi mối đe dọa từ các hệ thống phòng không dã chiến và thậm chí là các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của quân đội Ukraine quá mạnh. Vì vậy, những quả bom FAB-3000 mới sản xuất này sẽ được lắp mô đun dẫn đường có cánh lượn những chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 hay tiêm kích đa năng Su-34 có thể thực hiện các đợt thả bom ở cự ly xa, nằm ngoài sự đe dọa của hệ thống phòng không Ukraine. Vậy những quả bom FAB-3000 sẽ được sử dụng cho những mục tiêu nào trên chiến trường Ukraine? Rất có thể đó là những mục tiêu trong đô thị giống như Bakhmut, Marinka hay Avdiivka trong giai đoạn đầu chiến dịch mà lực lượng Moscow trước đó phải rất vất vả mới chiếm được. Bên cạnh đó, những cây cầu bắc qua sông Dnipro, Việt mạch hàng ngày đảm nhiệm tiếp tế cho quân đội Ukraine từ phía Tây sang phía Đông sẽ là những mục tiêu cần phải sử dụng đến sự xuất hiện của những siêu bom này. Việc máy bay chiến đấu của Nga có thể tiếp cận gần những cây cầu bắc qua sông Dnipro để thả bom tấn thực sự là việc không hề đơn giản. Không quân Nga chỉ có thể thực hiện được khi họ hoàn toàn chế áp với lực lượng phòng không Ukraine trong khu vực có bán kính ít nhất là 100 km. Quân Nga đang tiến công vào các pháo đài Vongchen ở Kharkov hay Chashopya ở phía tây Bắc Mớt, và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương. Do vậy, rất có thể những thành phố này sẽ là mục tiêu đầu tiên của siêu bom. Trong những ngày qua, lực lượng Moscow dồn lực để tràn ngập hoàn toàn hai cụm cứ điểm. Tuy nhiên, những tòa nhà cao tầng đang là những vật cản chính với hoạt động tiến công của họ. Độ chính xác và uy lực khủng khiếp của bom FAB-3000 với mô đun UMPK khiến chúng trở thành vũ khí lý tưởng để xâm nhập sâu và đánh sầu các mục tiêu quan trọng giúp làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công tiếp theo. Theo Bulgari Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900 mét, có thể gây thiệt hại trên diện rộng. Sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường. Tuy nhiên, thông tin của Top War cho thấy quả bom này không mạnh đến thế. Vụ nổ trên mặt đất của bom FAB-3000 có thể gây tử vong cho sinh lực lộ thiên trong bán kính 155 đến 160 m. Nếu có công sự che đỡ hoặc từ 35 đến 40 m nếu ngồi trong xe tăng. Để có thể tránh được chấn động do vụ nổ của bom thì phải ẩn nấp cách tâm vụ nổ 167 m trong điều kiện có công sự che chắn. Thưa quý vị và các bạn, Timothy Snyder, giáo sư lịch sử chuyên về Đông Âu và Liên Xô tại Đại học Yale của Mỹ vừa so sánh xung đột Nga-Ukraine trong 3 năm tới với thời kỳ ngay trước Thế chiến 2. Ông này cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3 cận kề và cho rằng thế giới hiện đang ở một thời khắc lịch sử tương tự như năm 1938. Ông cũng cho rằng Ukraine của năm 2024 giống như tiệp khắc của năm 1938. Kiev cũng thường xuyên cảnh báo phương Tây rằng nếu Ukraine thất bại trước các lực lượng Nga, thì các nước châu Âu sẽ nằm kế tiếp trong danh sách các mục tiêu tấn công của Nga. Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nếu Ukraine không trụ vững, thì châu Âu cũng sẽ không trụ vững được. Những diễn biến gần đây cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang leo thang dần một cách nguy hiểm và mối lo ngại về kịch bản Thế chiến 3 không phải là không có cơ sở. Trong năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi thứ đều có thể xảy ra khi ông thảo luận về khả năng liệu một cuộc chiến rộng hơn có bùng phát giữa Nga và các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Vào giữa tháng 3 năm 2024, ông Putin nói rằng thế giới đang chỉ cách thế chiến 3 quy mô lớn một bước chân. Tháng trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh thân cận hàng đầu của ông Putin, cảnh báo thế giới một lần nữa đã bước tới bờ vực thăm. Ông Lukashenko cho biết có cơ sở cho những mối quan ngại về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Và nước Nga trên thực tế đã khởi động một cuộc tập trận quân sự, trong đó có việc huấn luyện và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Cuộc tập trận đang bước vào giai đoạn 1, huy động các vũ khí chiến thuật như là tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vật ẩm Kinh Dô. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin liên tục cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố họ chỉ đang đáp trả mối đe dọa an ninh chống lại nước Nga, cũng như việc Tổng thống Macron từ chối loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Pháp tới Ukraine. Tổng thống Nga Putin vào đầu tháng này đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Cuộc tập trận hạt nhân của Nga còn liên quan đến Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga. Hiện đang có hàng chục vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga trên lãnh thổ của mình. Về vũ khí hạt nhân chiến thuật, điều này là không phải bàn cãi chúng phải ở trên lãnh thổ belarus vì chúng tôi cũng bị coi là kẻ thù của phương tây tôi và ông putin cùng bị họ coi là những người gây hấn nên sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố chúng tôi đã ra quyết định này tôi khẳng định quyết định này không phải do chúng tôi muốn thiết lập một căn cứ vũ khí hạt nhân ở belarus Nga đặt tại Belarus một số lượng nhất định, khoảng vài chục các loại bom và tên lửa hạt nhân hiện đại nhất. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Ukraine đang ngày càng táo bạo trong việc đánh phá hạm đội Nga tại Biển Đen. Vào ngày 19 tháng 5, Ukraine đã phóng tên lửa Atak MS do Mỹ viện trợ để đánh đắm hai chiến hạm của Nga, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa Siklom của Hải quân Nga. Cụ thể, theo tuyên bố của phía Ukraine, họ đã đánh chìm tàu xích lông lớp Karakot ở Sevastopol, Crimea, cách chuyến tuyến Nga-Ukraine là 241 km. Hình ảnh vệ tinh hôm 20 tháng 5 xác nhận tàu xích lông đang nằm ở đáy biển. Tàu xích lông chỉ mới được đưa vào hoạt động trong hạm đội Biển Đen vào tháng 7 năm 2023, 3 năm sau khi được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Zalep trên bán đảo Crimea do Nga sang nhập. Với mất mát mới nhất này, hạm đội Biển Đen của Nga đang gặp khó khăn rất lớn vì Ukraine đang phá hủy đội tàu của hạm đội này với tốc độ nhanh hơn quá trình đóng tàu hoặc bổ sung tàu của Nga cho hạm đội. Hạm đội Biển Đen đang trong quá trình tiếp nhận 7 tàu lớp Karakurt được trang bị tên lửa hành trình. Tàu Xích Lông là tàu chiến hạm đầu tiên được cử đi phục vụ tuyến. Một chiếc tàu lớp Karakurt khác đã bị hư hại trong một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào tháng 11 năm 2023 tại một xưởng tàu ở Kurt Grimm. Kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, các lực lượng của Ukraine đã thường xuyên tìm cách làm suy yếu hạm đội Biển Đen, đánh đắm khoảng 15 trong số 36 chiến hạm hạng, hạng lớn của hạm đội này và làm hư hại một số chiếc khác. Trừng nào thổ Nhĩ Kỳ còn ngăn chặn tàu chiến đi qua eo biển Bosphorus nối Địa Trung Hải với Biển Đen, thì cách duy nhất để Nga củng cố hạm đội Biển Đen là đưa tới khu vực này các tàu nhỏ hơn thông qua đường sông hoặc là đóng mới tàu tại các xưởng tàu ở Biển Đen. Để ngăn chặn điều này xảy ra, đặc nhiệm Ukraine đã phá hoại ngầm tàu hộ vệ tên lửa Nga Sebukhov ở Kaliningrad trên biển Baltic. Tàu hộ vệ lớp Buyan là một trong các chiến hạm Nga đủ nhỏ để đi tới Biển Đen, thông qua các con kênh sông Volga, sông Đông và sau đó là biển Azov. Ngoài tàu Atkon bị hư hại và tàu xích lông bị đắm, có thêm 5 chiếc lớp Karakot nữa đang được đóng tại các sườn tàu của Nga trên bán đảo Crimea hoặc trên sông Volga nối với Biển Đen thông qua sông Đông, những tàu hộ vệ này cũng sẽ là mục tiêu để Ukraine tấn công nếu chúng gia nhập hạm đội Biển Đen trong tương lai. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã và đang phát triển hoặc thu mua từ đồng minh một loại đạn và tên lửa chống hạng tầm xa. Ukraine đã sản xuất được tên lửa hành trình Neptune phóng từ mặt đất với tầm bắn ít nhất là 193 km, cũng như tên lửa Long Neptune với tầm bắn trên 362 km. Ngoài ra, Anh và Pháp đã trao cho Ukraine các tên lửa hành trình phóng từ máy bay với tầm bắn lên tới 249 km. Mỹ cũng đã cấp cho Ukraine một số tên lửa attack MS lợi hại. Ngày 22 tháng 5, một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine SBU cũng cho biết, Ukraine đã triển khai xuống không người lái hải quân Sea Baby bản nâng cấp để chống lại các lực lượng Nga. Trước đó, Ukraine thường sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để nhắm vào cầu chiến lược Kerch nối giữa bán đảo Crimea với lục địa Nga. Theo nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine, hệ thống vũ khí mới được cải tiến từ xuống không người lái Sea Baby đã được triển khai để hoạt động chống lại các vị trí của quân đội Nga trên mũi đất Kinburn, một dải đất hẹp nhô ra từ bán đảo Kinburn ở cửa sông Dnipro, nơi con sông này đổ vào biển đen ở phía nam thành phố Mykolaiv, Hình ảnh do cơ quan an ninh Ukraine đăng tải cho thấy số không người lái đang thử nghiệm phóng tên lửa Grad chế đất liền. Trong bối cảnh Nga và Ukraine đang liên tục leo thang các hành động tấn công chống lại lẫn nhau, có nguy cơ vượt qua lăn danh đỏ, các động thái mới đây đến từ những đồng binh của Ukraine cũng bị cho là đang ngày càng khiến cho tình hình căng thẳng leo thang. Trong tháng này, chính phủ Anh đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí do nước này sản xuất để tấn công bên trong Nga. Phản ứng sau sự kiện, Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 5 vẫn khẳng định sẽ không làm điều tương tự. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép vào cuộc tấn công sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp và bên trong lãnh thổ Nga. Chính sách là như vậy, không thay đổi. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 5, tờ Politico trích dẫn lá thư của các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Bức thư kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 23 tháng 5, phản hồi bình luận Mỹ nên gửi tín hiệu rõ ràng hơn tới Ukraine rằng nước này có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu rằng nỗ lực để đảm bảo Ukraine có những gì họ cần vào thời điểm họ cần, đảm bảo họ có thể sử dụng hiệu quả, có thể bảo trì hiệu quả vũ khí và luôn sẵn sàng lắng nghe các đối tác Ukraine. Bình luận về thông tin này, người phát ngôn của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov nói rằng những nhân vật tại Quốc hội Mỹ có vẻ quyết tâm kích động thêm căng thẳng xung quanh Ukraine. Nhưng ông Peskov vẫn tiếp tục khẳng định những quy định của Mỹ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường quân đội ukraine hiện nay phải đối mặt khó khăn bất chấp mọi sự giúp đỡ đã được hứa hẹn từ phương tây Họ đã không thể lấy nhiệm độ trong việc cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị. Điều quan trọng nhất là ngày càng có nhiều người hiểu rằng, ngay cả khi nhiệm độ cung cấp vật tư quân sự bằng cách nào đó khôi phục lại, thì nó cũng sẽ không giúp các lực lượng vũ trang Ukraine thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Các động thái của phương Tây cũng đưa họ gần hơn với xung đột trực diện trước Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cảnh báo nếu phương Tây triển khai quân tới Ukraine theo đề xuất của một số chính trị gia châu Âu, một cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ nổ ra. Trong cuộc họp báo ở thủ đô Amman của Jordan sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Ayman Safadi, ông Sijato cảnh báo rằng một số chính trị gia châu Âu muốn đưa quân tới Ukraine, trong khi các chính trị gia châu Âu khác đang mơ tưởng đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng trong mọi trường hợp, điều này đồng nghĩa với việc châm ngòi chiến tranh thế giới và những người ở gần xung đột vũ trang sẽ phải trả giá cho điều này. Với việc cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài và cả hai bên đang liên tục từ chối các đề xuất đàm phán, nghị hòa của nhau, các nhà lập pháp trên toàn cầu có thể sẽ phải tính đến những lời cảnh báo này một cách nghiêm túc hơn. Thưa quý vị, cập nhật diễn biến mới nhất vụ trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn Mới đây, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho biết, sau vụ tai nạn, một ủy ban điều tra cấp cao gồm các chuyên gia và kỹ thuật viên đã đến hiện trường vụ tai nạn vào sáng 20 tháng 5. Ngày 23 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã công bố báo cáo đầu tiên về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng gần đây dẫn đến sự ra đi của Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tùy tùng theo báo cáo chiếc trực thăng chờ tổng thống raisi đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi lệch khỏi đường bay báo cáo tiết lộ gần một phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với hai chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của tổng thống không có dấu vết của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi sau khi đâm vào núi chiếc trực thăng chờ tổng thống raisi đã bốc cháy Báo cáo nói thêm thời tiết bất lợi sương mù và nhiệt độ thấp đã gây khó khăn cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Theo báo cáo vào lúc 5 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 20 tháng 5, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, vị trí chính xác của chiếc máy bay gặp nạn đã được xác định. Không có vấn đề đáng ngờ nào được phát hiện trong các cuộc trò chuyện giữa tháp canh và phi hành đoàn. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi điều tra thêm. Ngày 19 tháng 5, tổng thống Raisi và phái đoàn tùy tùng đang trên đường đến tỉnh Đông Azerbaijan thì chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực miền núi. Trên trực thăng gặp nạn còn có ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian và đại diện của lãnh đạo tối cao Iran tại tỉnh Đông Azerbaijan, Mohammed Ali Alehasem. Ngày 23 tháng 5 thì hai ông Raisi đã được an táng tại thánh địa hồi giáo Imam Reza tại quê hương ông ở thành phố Mashhad phía đông bắc Iran. Được biết, đoàn tổng thống Iran Raisi đi thăm vùng biên giới giáp với Azerbaijan có 3 chiếc máy bay. Sau khi trực thăng của ông Raisi bị rơi, những người trong đoàn đã tiết lộ những chi tiết mới về những bí ẩn liên quan đến tai nạn này. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời ông Golam Hossein Esmali, tránh văn phòng tổng thống Iran cho biết thời tiết và lúc máy bay trực thăng rơi khiến tổng thống Iran Raisi tử nạn không có dấu hiệu gì bất thường gây quan ngại theo vị quan chức này sau nửa tiếng đồng hồ trên không trung trước khi tới mỏ đồng sungun chỉ có một cụm mây nhỏ ông s mali ở trên khoang một chiếc máy bay trong ba chiếc trực thăng của phái đoàn tổng thống raisi đang bay trở về sau khi thăm vùng biên giới ở tây bắc khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng liệu có sương mù nào không tránh văn phòng cho biết trên mặt đất có sương mù nhưng trên không trung nơi trực thăng đang bay thì không có Ông Esmali thừa nhận có một vạt mây nhỏ bên một vách núi và phi công của trực thăng chở tổng thống đã hướng dẫn tăng độ cao và tiếp tục di chuyển phía trên các đám mây. Ông cho biết những người cùng máy bay với ông không hề cảm nhận có bất cứ nhiễu động không khí quá mức nào và khi bay lên cao nữa thì không thấy thêm mây. Vì quan chức này cũng cho biết không hề có dự báo về thời tiết bất thường. Ông kể thêm rằng khi thấy viên phi công của mình quay máy bay trở lại, họ đã hỏi anh ta và được trả lời rằng một trong các trực thăng đã mất tích. Viên tránh văn phòng cho biết thêm. Phi công Iran bay lòng vòng quanh khu vực này vài lần nhưng không thể nhìn thấy gì tại chỗ có cụm mây và nếu đi vào đó thì sẽ rất rủi ro. Ông cũng cho biết đoàn đã cố liên lạc bằng vô tuyến điện nhưng không thành công nên buộc phải hạ cánh sau 30 giây tại mỏ đồng Sungun để điều tra. Như vậy, nguyên nhân máy bay rơi ngoài yếu tố thời tiết có thể là lỗi kỹ thuật hoặc một âm mưu phá hoại ngầm nào đó. Giới chức Iran đã có cuộc điều tra đối với vụ tai nạn máy bay này. Liên quan đến tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo quân đội nước này đã xây dựng những kế hoạch bất ngờ dành cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong chuyến thăm thị sát Bộ Chỉ huy phía Bắc của lực lượng phòng vệ Israel. Tại đây, người đứng đầu chính phủ Israel khẳng định nước này đã có những kế hoạch chi tiết, quan trọng và bất ngờ dành cho Hezbollah, nhóm vũ trang lớn nhất Liban và đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công qua biên giới và khu vực phía Bắc Israel trong hơn 7 tháng qua. Hai mục tiêu của các kế hoạch này là khôi phục an ninh tại khu vực phía Bắc và cho phép người dân trở về nhà. Giao tranh qua biên giới bùng phát từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 giữa quân đội Israel và Hezbollah đã khiến khoảng 450 người thuộc cả hai phía thiệt mạng, đồng thời buộc hàng chục nghìn dân cư dọc biên giới ở cả Israel và Liban phải đi sơ tán. Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công của nhóm này và Israel sẽ không dừng lại, chừng nào cuộc chiến chống người Palestine ở giải Gaza còn tiếp diễn. Trong khi đó, giới chức Israel đe dọa có thể phát động cuộc chiến quy mô lớn vào Liban để chấn áp Hezbollah, tương tự như cách quân đội Israel đang tiến hành tại giải Gaza chống lực lượng Hamas. Trong khi tình hình giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục leo thang, Tình hình tại giải Gaza cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 23 tháng 5, quân đội Israel cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán đang bị đình trệ về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Vòng đàm phán trước đó đã kết thúc ngay sau khi Israel triển khai hoạt động quân sự trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza hồi đầu tháng này. Theo thông báo của văn phòng thủ tướng Israel, nội các chiến tranh của nước này vốn được thành lập kể từ khi nổ ra xung đột với Hamas đã nhóm họp vào tối muộn 22 tháng 5, trong đó nội các đã yêu cầu nhóm đàm phán của Israel nối lại thảo luận về vấn đề trao trả con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Người dân Israel ngày càng bất bình và hối thúc chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn để giải thoát số con tin còn lại vẫn bị giam giữ ở Gaza. Cùng với đó, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục kêu gọi Israel và Hamas tiến tới thỏa thuận ngừng bắn thông qua vai trò trung gian hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Kể từ khi xung đột bùng phát vào hồi tháng 10 năm 2023, cùng ngày các nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết nước này vẫn đóng vai trò trung gian hòa giải về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza, đồng thời đang liên hệ với Israel để ấn định thời điểm nối lại đàm phán. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Ai Cập cảnh báo nước này có thể rút khỏi vai trò trung gian đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza sau khi xuất hiện các thông tin truyền thông không chính xác về vai trò trung gian của nước này. Tuy nhiên, giới chức an ninh Israel sau đó đã điện đàm với các nhà hòa giải Ai Cập, trong đó đánh giá vai trò của Cairo trong tiến trình đàm phán. Trong cuộc điện đàm này, phía Ai Cập cũng bày tỏ mong muốn kết thúc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza và nhất trí sẽ ấn định thời điểm nối lại đàm phán. Hôm 22 tháng 5, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này đang phối hợp đầy đủ với Ai Cập và Mỹ trong các nỗ lực hòa giải đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân và con tin, mang lại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Sau khi Ai Cập cảnh báo nước này có thể rút khỏi vai trò trung gian đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza, truyền thông khu vực ngày 23 tháng 5 cho biết các nhà trung gian quốc tế cùng các bên liên quan đang tiến hành nhiều bước đi đáng chú ý nhằm khởi động trở lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin bị đỉnh lại nhiều tuần qua giữa Israel và lực lượng Hamas. Theo tờ Al Arabi Al Jadid của Qatar có trụ sở tại London, Anh, các nhà trung gian Ai Cập đang thăm dò phản ứng của các bên liên quan để đánh giá khả năng khôi phục các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới. Tờ báo này dẫn một nguồn tin Ai Cập cho biết Cairo đang liên lạc với tất cả các bên liên quan, gồm hai nhà trung gian quốc tế khác là Mỹ và Qatar, cùng chính quyền Israel và lực lượng Hamas để đưa ra quyết định về việc nối lại đàm phán. Thông tin về việc Ai Cập đang thăm dò khả năng khởi động lại tiến trình đàm phán được công bố chỉ ít giờ sau khi nội các chiến tranh Israel thông qua quyết định cho phép các nhà đàm phán nước này tiếp tục các cuộc thương lượng tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin đáng chú ý thông tin xuất hiện chỉ chưa đầy một ngày sau khi chính giới ai cập đe dọa có thể rút lại vai trò trung gian của nước này trong tiến trình đàm phán giữa israel và hamas nhằm phản đối sức ép cùng những cáo buộc vô căn cứ từ israel từ nhiều tháng qua, Ai Cập cùng Mỹ và Qatar đã xúc tiến nhiều vòng đàm phán liên tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kèm điều kiện trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, do sự khác biệt quan điểm quá lớn giữa hai bên trực tiếp tham chiến, tiến trình thương lượng vẫn chưa có được đột phá để tiến tới thỏa thuận. Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin duy nhất đạt được giữa Israel và Hamas kể từ khi xung đột bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023 đến nay là vào cuối tháng 11 năm 2023, kéo dài trong một tuần với nhiều lần được gia hạn. Thưa quý vị, cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn biến vô cùng khó đoán. Hai ứng cử viên tiềm năng là cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có màn tái đấu. Mới đây trong email gây quỹ được truyền thông Mỹ công bố ngày 22 tháng 5, ông Trump cáo buộc lệnh khám xét của FBI hồi năm 2022 tại dinh thự Mar-a-Lago cho thấy Tổng thống Biden muốn các đặc vụ vũ trang bán ông. Trong nội dung đoạn email gây quỹ của cựu tổng thống Donald Trump được truyền thông Mỹ công bố vào ngày 22 tháng 5 cho biết. Thông tin vừa được tiết lộ cho thấy, Bộ Tư pháp của chính quyền ông Biden đã được ủy quyền sử dụng vũ lực chết người trong cuộc đột kích ở Mar-a-Lago. Họ chỉ muốn làm những việc không ai nghĩ ra được. Trong đoạn email của ông Trump viết rằng, ông Joe Biden đã lên đạn và sẵn sàng bắn hạ tôi, khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm. Ông ấy nghĩ có thể đe dọa và hạ được tôi trong một bài đăng trên nền tảng truth social cựu tổng thống trump cho biết báo cáo của bộ tư pháp mỹ cho thấy chính quyền của ông biden đã ủy quyền cho fbi sử dụng biện pháp chết người trong việc lục xoát tài sản để tìm tài liệu mật những bình luận của cựu tổng thống mỹ đưa ra nhằm đáp lại việc một tài liệu được nộp lên tòa án nêu rõ kế hoạch khám xét dinh thự mà alago của ông được thực hiện bởi cục điều tra liên bang mỹ fbi trong đó sử dụng ngôn từ tiêu chuẩn của fbi là các đặc vụ được phép sử dụng vũ lực chết người chỉ khi cần thiết nghĩa là khi viên chức đó có lý do hợp lý để tin rằng đối phương có nguy cơ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho viên chức hoặc là người khác. Tuy nhiên, ông Trump đã diễn giải nội dung này thành bộ tư pháp cho phép các đặc vụ bắn ông và gây nguy hiểm cho gia đình của ông. Trước đó vào năm 2022, FBI đã khám xét dinh thự mạ là gầu của ông Trump và phát hiện hàng trăm tài liệu mật về an ninh quốc gia từ thời ông đương nhiệm. Hiện nay, cựu Tổng thống Mỹ vẫn đang bị điều tra về cách thức xử lý tài liệu mật. Các luật sư của ông Trump nói rằng trong cuộc khám xét vi hiến kéo dài gần 10 giờ, các đặc vụ của FBI đã lục soát cả phòng gym, nhà bếp, phòng ngủ của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump và phòng ngủ của Barron, con trai út của ông Trump. Trong cuộc khám xét, các đặc vụ FBI chỉ phát hiện ra các tài liệu trong phòng lưu trữ ở tầng hầm, văn phòng của ông Trump và các phòng liên kề với văn phòng. Tại thời điểm FBI khám xét dinh thự ở Mar-a-Lago, ông Trump không có mặt tại nhà mà đang ở câu lạc bộ golf Best Minter tại New Jersey. Vị cựu tổng thống Mỹ đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc liên quan vụ tài liệu mật trong khi phiên tòa đang bị hoãn vô thời hạn. Đại diện của FBI cho biết họ đã tuân thủ theo quy trình giống như đối với tất cả các lệnh khám xét khác, trong đó nêu chính sách tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng vũ lực chết người. Theo FBI, không ai ra lệnh thực hiện thêm bước nào và cũng không có gì sai quy tắc trong cuộc khám xét ở dinh thự Mar-a-Lago. Hiện tại, phía Nhà Trắng chưa lên tiếng về bình luận của ông Donald Trump. Trong thời gian qua, cựu tổng thống Mỹ từng nhiều lần có buộc đương kim tổng thống Joe Biden đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp để cản bước ông trở lại Nhà trắng. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ngày 22 tháng 5, cựu thống đốc bang South Carolina, cựu ứng cử viên trong chiến dịch bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa Nikki Haley tuyên bố bà sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 bất chấp những chỉ trích gay gắt về ông Trump trong chiến dịch tranh cử trước đó. Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau khi dừng chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hơn 2 tháng trước, cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết bà sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, song thêm rằng ông cần nỗ lực hơn nữa. Phát biểu tại Viện Hoosier ở Washington, bà Nikki Haley nói rằng các ưu tiên của bà với tư cách là một cử tri, đó là ủng hộ một Tổng thống có quan điểm hậu thuẫn các đồng minh của Mỹ, bảo vệ biên giới quốc gia, ủng hộ chủ quyền tư bản và tự do và giảm công nợ. Bà Haley đánh giá ứng cử viên Donald Trump dù chưa hoàn hảo trong nhiều chính sách, nhưng là lựa chọn tốt hơn ông Joe Biden. Với tư cách là một cử tri, Tôi đặt ưu tiên của mình vào một tổng thống sẽ ủng hộ các đồng minh của chúng ta và buộc đối thủ của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Người sẽ bảo vệ biên giới mà không có thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Một tổng thống sẽ ủng hộ chủ nghĩa tư bản và tự do. Một tổng thống hiểu chúng ta cần ít nợ hơn chứ không phải nợ nhiều hơn ông trump không hoàn hảo trong những chính sách này tôi đã khẳng định điều đó rất rõ ràng nhiều lần vì thế tôi sẽ bỏ phiếu cho ông trump tôi giữ nguyên những gì tôi đã nói trong bài phát biểu đình chỉ của mình ông trump sẽ rất thông minh nếu ông ấy tiếp cận hàng triệu người đã bỏ phiếu cho tôi và tiếp tục ủng hộ tôi chứ không đứng về phía ông ấy. Và tôi thực sự hy vọng ông ấy làm điều đó. Ông Trump và bà Haley từng chỉ trích nhau cay gắt khi hai người tranh giành suốt đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống. Cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo việc đề cử ông Trump sẽ khiến Đảng Cộng Hòa thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11. Theo kết quả thăm dò dư luận do Bloomberg News Morning Consult công bố ngày 22 tháng 5, Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump tiếp tục dẫn điểm với tỷ lệ xích sao cho ứng cử viên dân chủ Joe Biden tại 5 trên 7 bang chiến địa quan trọng. Giới quan sát đánh giá kết quả các cuộc thăm dò gần đây báo hiệu một cuộc đua rất quyết liệt và xích sao giữa hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bay tới vùng lãnh thổ New Caledonia của nước này ở Thái Bình Dương, thực hiện chuyến thăm nhằm xoa dịu tình hình tại đây sau 9 ngày xảy ra bạo loạn, khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo đó, việc tổng thống Macron bất ngờ quyết định bay tới quần đảo phía Tây Nam Thái Bình Dương, cách đất liền nước Pháp khoảng 17.000 km là dấu hiệu cho thấy Paris đánh giá tình hình ở New Caledonia ở mức độ nghiêm trọng ông Macron đã phải thay đổi toàn bộ lịch trình dự kiến cho những ngày tiếp theo trong tuần để dành khoảng 12 tiếng cho chuyến thăm vùng lãnh thổ này. Ngày 23 tháng 5, phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo chính trị và kinh tế địa phương trong chuyến thăm lãnh thổ hải ngoại New Caledonia ở phía nam Thái Bình Dương, Tổng thống Macron cam kết tái lập trật tự ở lãnh thổ hải ngoại đang chìm trong làn sóng bạo loạn hơn một tuần qua. <laughs> Mong muốn của tôi cùng với các bộ trưởng và toàn thể chính phủ là sát cánh cùng với người dân để chúng ta có thể đưa trở lại hòa bình, bình yên và an toàn nhanh nhất có thể. Đây là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Pháp khẳng định, lực lượng 3.000 nhân viên an ninh tăng viện cho New Caledonia sẽ được duy trì trên hòn đảo trong thời gian tới và sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhu cầu an ninh của Olympic Paris vào tháng 7 dù chia sẻ không muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia. Ông Macron lưu ý chính phủ Pháp chỉ có thể chấm dứt chính sách này trên hòn đảo một khi người biểu tình tháo rỡ các chốt chặn đường. Theo nguồn thạo tin, lịch trình chuyến đi lần này cũng được gấp rút chuẩn bị ngay trên chuyến bay kéo dài 24 tiếng từ Pháp tới New Caledonia. Lần gần nhất, nhà lãnh đạo Pháp tới thăm New Caledonia là vào tháng 7 năm 2023. New Caledonia, lãnh thổ Thái Bình Dương với 270.000 dân, đã rơi vào tình trạng mất an ninh kể từ ngày 13 tháng 5 khi bạo loạn nổ ra liên quan đến kế hoạch của Pháp áp đặt các quy định bầu cử mới tại vùng lãnh thổ này. Theo đó, cho phép cư dân Pháp đã cư trú 10 năm tại New Caledonia có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. New Caledonia từng là thuộc địa của Pháp vào khoảng nửa sau thế kỷ 19. Vùng này cũng là vùng lãnh thổ hải ngoại khác trên toàn cầu được coi là một phần không thể thiếu của Pháp. Tuy nhiên, từ lâu đã tồn tại căng thẳng giữa Paris và phong trào ủng hộ độc lập của người Kanak bản địa ở New Caledonia.